Vâng, xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ZK2 Tiểu Long Xung Ký. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ. Vâng, Long đang làm nhiệm vụ anh em. Đang làm nhiệm vụ lại bị cướp tiêu anh em ạ. Lại bị cướp tiêu. Vâng, ức chế quá các bạn. Ức chế ơi là ức chế. À, thôi, hôm nay không nói chuyện làm nhiệm vụ nữa. Hôm nay thì trên tay của Long đang cầm một em Thiếu Lâm Quyền khá là VIP của bạn, một bạn trên Facebook, gọi là trên Facebook ấy, trên Facebook ấy, anh em ạ. Ác này thì rất là VIP. Ác này mà về đi vận tiêu thì cũng khá là ok ấy. Hoặc là đi đánh nhau cũng khá là ok đấy. Ác này ngon không anh em ơi? Ngon không? Chưa bao giờ Long được cầm cái ác nào mà có đồ sắp tinh mà có cặp minh tinh chi giới như thế này. Và có full sắp tinh luôn. Có cả văn sức 3, có ô thứ kim mộc, ô thứ 2 đúng không? Để cái này là cái ngũ hành đấy. Các bạn thích sử dụng cái này sử dụng, mà sử dụng cái này bạn cộng đều 15 hết full. Có cả văn sức 6, kim sà 6 này để cho anh em giao lưu với tầm trung này. Còn là hàng VIP như uy hổ, tướng quân là anh em có thể là sử dụng đồ sắt tinh cặp minh tinh này vào này. Và kim sà 7 ấy. Sau đó là anh em kết hợp với di châu ngon là anh em quất ngay là uy hổ tướng quân là thoải mái luôn. Và thông tin của các này như thế nào thì và đồ đạc ra sao thì Long cũng sẽ giới thiệu luôn cho anh em biết. Thì cái ác này ở bên xe và quán hổ nhá, gọi là máy chủ quán hổ. Long sẽ về Long sẽ về cho các bạn thấy. Long sẽ về đâu nhỉ, gọi là về Thuyền Châu. Sao ác này chạy kiểu gì này, Long chưa hiểu ác này chạy kiểu gì. Chạy đường tắt thôi, vừa chạy vừa giới thiệu vì nó không ảnh hưởng gì. Vâng, đầu tiên là giới thiệu cái nào trước nhỉ, vì nó quá nhiều đồ nha. Thôi giới thiệu cặp full sắt tinh đi. Đấy, đầu tiên các này là có full sắt tinh đấy, ngọc sắt tinh đấy. Đâu rồi nhỉ? Ủa trời ơi, đây đấy, cặp minh tinh này để nguyên. Thứ nhất là ác này là full sắt tinh cộng 13-14 này đấy. Full cộng 14 luôn nhưng không phải cộng 13. 13 là Long tính kim xà 7 cộng 13 đấy. Mũ cộng 14 này, áo cộng 14 này, 10. Nói chung là full sắt tinh cộng 14, kim đấy là về sắt tinh. Ba đá ép, ôi giảm thọ thương 7 này, 3 đá 7 anh em ơi. Đá 6 này, đá 6 này. Cặp ngọc sắt tinh ý, thì bạn ấy hiệu quả thương dược tăng 38 này. Hiệu quả thương dược tăng 38 này. Và phòng thủ bạo kích tăng này. Ôi, phòng thủ bạo kích tăng. Đấy, đá này có vẻ là đá 6 anh em. Bao tay đá 7 anh em, bao tay đá 7. Bạn đã lấy đá là tăng điểm số lộc từng. Điểm số tổng lực công kích lộn công tăng 250, đá 7 rất là tuyệt vời. Đam khá là cao anh em ơi. Đam chưa bút mà lên tới 22k7 này. Đấy là chưa đeo cọc ngọc minh tinh, tí nữa Long sẽ đeo vào xem nó như thế nào. Và ác này đang ở văn sức cấp 4 anh em ơi. Văn sức cấp 4 nhé, rất là VIP. Trời ơi, bây giờ mình có tiền mình mua cái ác này nhỉ. Bao giờ mình mới có tiền mua cái ác VIP như thế này để mình về quất tài nguyên chiến cho nó phê. Và ác này thì văn sức cấp 4 cộng 15 full luôn, cộng mắc luôn đấy. Và hiện tại đồ của Võ Lâm Truyền Kỳ 2 bây giờ cộng mắc của nó là lên tới 15 thôi. Chứ bây giờ mà nó lên tới 20 chắc là vãi tè. Rồi 15 là ổn định rồi đấy, đừng có lên nữa. Lên 16, 18 là không có tiền để cộng đâu. Và bạn đấy lội công gân cốt này đấy. Công kích lội công tăng này. Cái này là tăng sát thương thuộc tính ngũ hàng lên 80 trong vòng 5 giây này đấy. Ngoài ra bạn cũng có ô này luôn. Công kích ngoại công tăng này. Công kích nội công tăng này. Đấy. Thường thường là anh em dùng cái này đúng không? Để phá ngũ hành đối phương. Kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Đấy. Và cái này thì bạn chọn điểm vô cụ 90, vô cụ 90 này. Đấy, rất là ngon. Ngon và ok anh em ạ. Con bé của bạn thì là cấp độ 7 cáo sinh. Chắc chắn là nhắm mắt thì nó cũng biết rồi. Đó là sách vô cụ phá địch đều 150. Chà chà, ngon phê vãi tè anh em ơi. Kim xà 7. Các dòng hợp thì anh em nhìn thấy đấy, phê. Có nghĩa là các dòng vàng ấy thì khá là ok đấy. Và nó đạt khoảng 80% so với kim xà 7 ngon đấy. Bởi vì nó có một số dòng xanh. Và cái này các bạn thể mua để tẩy dần. Khi nào mà các bạn có nguyên liệu để các bạn tẩy dần. Đấy. Và ác này đang có cái cánh ngoại trang nhụy đỏ mỏng manh. Trời ơi, nhụy đỏ mỏng manh.
đây đây, mà nhị đỏ, Long thấy màu xanh lại nhị đỏ nhỉ. À, nói chung là đây các bạn nhìn vẻ đẹp bên ngoài này, khá là đẹp nhỉ. Đấy, cánh này cánh màu xanh, của Long thì màu vàng. Bạn đã trùng sinh theo hướng là hướng nào, là hướng hổ tử. À, đa số bây giờ là anh em trên độc quyền này trùng sinh theo hướng hổ tử. Đấy, rất là trâu, phá phòng thủ đối phương 22%. Và đây thêm lên đây là ổn định 8 theo ngoại trang này. Cái này thì là ổn định 8 để làm nhiệm vụ này. Đấy. Đấy, bề ngoài thì là các bạn có thể nhìn thấy những đồ sắt tinh, cọc ngọc sắt tinh, bao tay sắt tinh, kim sạc 7. Còn mật tịch thì sao? Còn cái mật tịch tiêu dao đi, mật tịch tiêu dao này, đấy, 10 thành, đấy, rất là ok. Cái mật tịch tiêu dao này nó khác với mật tịch của Lăng Ba Vi Bộ kia thì ở chỗ nào? Đó là mật tịch tiêu dao này giảm sát thương chân phái nhá. Ví dụ như chỉ có tác dụng là giảm sát thương chân phái thôi, chứ không có tác dụng là ví dụ chúng ta đánh nhau mà vác mà giảm sát thương được nhá. Không, đâu đâu, không có chuyện đó nhá, chỉ giảm sát thương chân phái. Ví dụ như là anh em chân phái lên arc này thì arc này sẽ giảm sát thương của cái chân phái của đối phương, thế thôi, chứ không có tác dụng là giảm chân phái khi mà đối phương bị vác nhé. À, khi là đối phương vác mà chúng ta đấy, theo Long đọc sơ qua là như vậy, nó cũng chưa đọc kỹ nên Long chỉ nói mồm thôi anh em ạ. Ngoài ra bạn có con linh nghe này, để tí Long xem lấy ở để Long xem lấy ở đây luôn hay lấy ở đâu nhé. Thú cưỡi này, ôi đây bạn có con kim ngọc tường nguyện thiên hạ này. Đấy, con linh nghe này, kiếm này, của các loại kiếm luôn, tuần lộc này, hồ ly này, rồi ôi nhiều lắm anh em này. Rồi nói chung là kiếm những con thú cưỡi của bạn rất là nhiều, và chúng ta mất 100 vàng chúng ta đeo cả tháng là tuyệt vời luôn đấy. Đấy là bên ngoài, đấy bên ngoài nhá. Còn bên trong thì sao, bên trong thì sao? Bên trong thì bạn đang sử dụng là vũ phong sát thương cấp độ 5. Đấy, đây gọi là như kiểu ăn ớt cấp độ 5. Sát thương 900 và sinh lực tối đa là 25k máu. Viên thạch này, đấy, gân cốt sát thương bỏ qua và điểm hộ giáp tăng. Cái này thì là Long chỉ vào ổn viên này khác, sát thương 100 này, giảm hộ thương 58 này, phòng thủ ngoại công tăng 45 và thể lực 35. Đấy, cái viên vũ này thì các bạn có thể cũng khá là ok đấy anh em. Đây viên này thu phá địch vô cụ, viên này vô cụ này. Đấy. Thôi nói chung là Long chỉ cho mọi người xem cái này giảm nội này. Đấy, cho anh em xem sơ qua thôi. Cái này vô cụ 26 này, sinh lực này cũng khá là ok đấy nhỉ. Viên thiên, viên thiên anh em ơi, đây là viên thần giảm trọng thương này, sinh lực này và nội lực này. Viên nhật có giảm nội này, máu này và kháng độc này, lượng công tăng 25 này. Đấy, toàn bộ di châu hiện tại đang đeo ở trên người, còn ở trong bảng di châu này là trời ơi nhiều lắm anh em ơi. Ở trong này rất là nhiều. Đấy, đây có viên thiên này, viên vân này, giảm bảo thương tăng 7 này. Đấy, nhưng mà cái viên này không bằng cái viên kia. Nói chung là trong này cũng khó, có rất là nhiều di châu 7 và di châu 6. Di châu 7 này để cho anh em ghép, cái này để cho anh em ghép. Anh em thích chơi hệ nào anh em chơi. Đấy. Ôi phá địch, cái này là viên tinh này, lội phạm giảm chí mạng và phá địch 10 này. Viên xuân, cái về viên tuyết mà về máu ấy, máu này là 32 31 31 ca máu. Rồi nói chung là trong này cũng khó, có một số di châu để hỗ trợ cho anh em mà trong quá trình chơi. Ôi cái viên hạ này ngon thế này, xuất chiêu 5 này giảm tổn thương tăng 10 này, hiệu quả thương dược tăng 5 này. Ở đây có dùng viên hạ không? Rất tiếc là cái bảng này không liên quan viên hạ. Viên hạ của bạn khá là ngon anh ạ, viên hạ ngon, có xuất chiêu. Nói chung là bảng di châu của bạn đấy thì khá là ok. Ngoài ra thì là bạn có một set kim sạc 6 nữa để giao lưu với tầm trung so với anh em là sắp tinh. Đấy, nếu mà chơi sắp tinh thì anh em có thể là bỏ vào đây để cho đối phương đỡ phải kiếp sợ. Đấy, mặc này anh em hoặc là đeo cặp ngọc hào hiệp vô hạ vào để cho đồ sắp tinh thì anh em chơi cảm giác cân bằng hơn, chứ mang đồ VIP này anh em lại sợ quá. Ngoài ra thì là bạn có cặp ngọc minh tinh chi giới. Đấy, cho các bạn xem, nếu mà lắp cái này vào thì đây 22k đam, 23k đam, và vô cụ của bạn đấy đang ở mức là 800
58, 800, 858 và phá địch 700 cao hết nhỉ. Giảm sát thương bạo kích này. Đấy. Arc này không đi bạo kích này. Điểm bạo kích còn không này. Và chúng ta xem bạn đang ở hiệu bang cấp mấy nhá. Bạn đang sử dụng là nhị su huynh à, cái này các bạn. Hiệu kết nghĩa này. Có thiên cơ, thiên su, thiên quyền. Đây là hiệu Liên Server Ngọc Hằng. À bạn đủ 3 hiệu Liên Server hết anh em ơi. Đó là thiên su, thiên hằng hay thiên quyền đấy. Nói chung là đang có hiệu nên vô địch à, vô cụ mình phá địch của bạn khá là cao. Mật tịch thì về cái tính vật thì chắc chắn là 20 rồi. Nhìn cái màu này anh em biết chắc chắn là 20. Và mật tịch quan trọng là một ở một cái arc ngoài đồ ra thì nó còn liên quan đến mật tịch rất là nhiều. Các mật tịch cụ thì là bao gồm có quyền Tử Hà, Thiên Hà, Kim Thiền Phổ thì chí vi thì chúng ta không nói này, bởi vì là arc vip này, arc lao cũng có hết. Bây giờ là arc cui nào cũng có hết anh ạ. Quan trọng là mấy cái mật tịch chính. Đây, mật tịch chính của bạn đây. 4 phục lục 102%. Vô ảnh, bạn đã ép vô ảnh Văn Văn Na Hán và đặc biệt là ép yếu quyết cấp cao tấn can diệp tối. Và bạn sát thương vô ảnh cước 6%, điểm vô cụ là 102. À, khá là ok đấy nhỉ. Đây là quyền chính nhá. Xem Văn Văn bao nhiêu ô, vác bao nhiêu ô nhá. Bạn Văn Văn 8 ô, vác 7 ô, hiện tại đang đeo cặp ngọc này. Đấy. Đấy, cặp ngọc minh tinh thế giới này rất là ngon. Cái cặp ngọc này đắt lắm anh ạ. Đấy, đắt lắm. Hiện tại bây giờ là bạn ấy đang bán là 7 triệu. 7 triệu cái cặp ngọc của minh tinh thế giới này, anh em có mua lẻ thì bán nhé. Cặp ngọc này hình như có vẻ như là giao dịch được anh em ạ. Dùng phù dùng cái vạn năng phù là có khả năng là di chuyển được. Đấy, là mở khóa được, là giao dịch được. Đấy, bạn ấy bán giá là 7m. Còn xác của ví dụ như thế này, đấy. Ngoài sát tinh ra không kể cặp minh tinh thế giới thì hiện tại như thế này thì là 25m. Còn full nát thì giá mong muốn của chủ ác là 30m. Đấy, có 3 mức giá cho anh em xem. Nhất là mặc full như này không kể cặp ngọc minh tinh thế giới là 25m. Đấy. Ác này bạn ấy giao là 25m. Đấy là giá mong muốn của chủ ác nhé. Long cũng giao theo ý nguyện của chủ ác thôi. Còn Long vì Long chưa bao giờ chơi VIP nên Long cũng chưa xác định được giá trị của cái ác. Nếu mà so xác định cái giá trị của cái ác này là nó bao nhiêu thì nó rất là khó. Bởi vì là chúng ta cày qua rất là nhiều đời sinh điện và tốn rất là nhiều. Thậm chí là nó gấp đôi cả cái ác này. Đấy. Nhưng mà hiện tại thì chủ ác mong muốn là với giá là 25m đấy là cái xác. Có nghĩa là mặc đồ sắt tinh kim sa 7 như này. Còn cặp ngọc minh tinh thế giới nếu mà anh em mua lẻ là 7m. Còn tất cả mua tất cả ôn ác thì là 30m. Đấy, theo như ý nguyện của chủ ác. Đấy, còn Long thì chỉ Long chỉ giao như thế thôi. À, ngoài ra mật tịch phụ thì của bạn có những cái gì nhỉ? Mật tịch phụ đây. Mật tịch phụ thì bạn có 2 quyền. Một quyền búp huệ nhãn và một quyền thì búp tụ khí. Đây. Một búp tụ khí của bạn thì có dòng là 86% này. À, quyền này cũng khá là cao. Cái dòng thứ hai khá là cao. 105, 105 và có rất tiếc là có 3 phục lục thôi. 10 thành cũng khá là ok đấy. Đấy, bạn có 2 quyền phụ và một quyền chính. Một quyền úp vệ nhãn này. Thất bảo vi đà. Ôi, quyền thất bảo này, 101. Chắc chắn là bạn này chơi sẽ dùng user data để chuyển đổi mật tịch cho nó nhanh. Ôi, bạn còn đang luyện thêm chứ, quyền này 4 phục lục này 2 thành. Đấy, bạn còn đang luyện thêm cái quyền này nữa, vãi tè. Quyền này cũng đang trên đà tiến tới rất là ngon. Nhưng mà chưa luyện xong, chúng ta phải luyện xong mới nói được. Rồi, trong arc này xem có kích hoạt code sư tướng lệnh nào. À, chắc chắn là kích được bao nhiêu điểm năng động rồi. 18k. Và arc này thừa sát tinh nên không nhận anh em ạ. Con sức 3 không lấy, cày cho nó chơi thôi. Và xin kêu lệnh xem có sử dụng nhá. À, cũng mất 1 triệu mà 1 triệu 2 đấy anh em. À, 1 triệu 1 rồi. À, 560, còn 61 cái. Đấy, 1 triệu 1 anh em ạ. Trong này thì rất là nhiều đồ hào hiệp vô hạ này. Đấy. Rất là nhiều đồ. Không biết là có cái bao tay nguyên tử nào không. Cái này có bao tay bỏ qua 10 này, nhưng mà không có xin lỗi. Bao tay ẩm huyết này.
đây là kim xà mà tính lung tung, còn độc văn rất là nhiều. Kim xà năm cũng có, hồ tiên đơn. Đấy. Đây là các đi chính trường liên server có được. Đây là quyển phá địch, cái này thì không cần. Còn những cái on toàn là văn thì không nói đến, vì những cái phụ nên nó cũng chả đáng là bao nhiêu. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Anh em nghe rõ chưa nhỉ? Full nát thì là 30m, còn lẻ trừ cặp ngọc của Minh Chi dưới thì 25m, còn bán lẻ thì là cặp ngọc Minh Chi dưới là 7m, còn sát thì 25m. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc anh em một buổi tối là vui vẻ. Bây giờ là Long cũng review xong rồi. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào video clip khác. Anh em nào mua thì alo với em, còn anh em nào không mua được thì em tham khảo cho nó vui. Ok, thank you anh em.